Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú chị mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại mặt tiền đường của đường Phó Cơ Điều. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 12 quận 5 ha. Ở đây nó có mấy cái chành xe nè quý anh chị, mấy cái chành xe vận chuyển về các tỉnh miền Tây nè quý anh chị. Khu vực này là chành xe rất là nhiều. Cái hướng này là mình di chuyển về bên ngay chỗ chợ Tân Thành, chợ mà bán phụ tùng xe máy, rồi bán bộ lông con tán, rồi bán dây xích đồ của chúng chị là ngay góc này ha. Mình di chuyển xuống nha, di chuyển xuống là cái gặp ngay chỗ trục đường Tân Thành nha, ngay chỗ góc ngã tư giữa đường Tân Thành với lại đường Phó Cơ Điều nè. Còn cái hướng ngược lại này là cái hướng mà mình di chuyển lên là mình gặp trục đường đó là Nguyễn Chí Thanh. Thì Phó Cơ Điều này là hai chiều nha quý anh chị, còn lên bên trên kia là một chiều ha, một chiều từ 3 tháng 2 mình di chuyển xuống Nguyễn Chí Thanh. Ở ra tới đó cô chú anh chị mình rẽ phải là mình gặp ngay chỗ cái chợ bệnh viện Chợ Rẫy nha. Còn hướng lên trên, hướng mà bên trên cái đường một chiều á là chợ Thiết cô chú anh chị, ngay chỗ góc chợ Thiết ha. Còn mình rẽ phải đây á thì mình đi về bên bệnh viện Chợ Rẫy nè. Ở đây thì khu này rất là sung. Thì ngôi nhà của mình á hiện tại đang thuộc cái con hẻm 49 nè. 49 Phó Cơ Điều nè quý anh chị, thuộc phường 12 quận 5 ha. Đó, hẻm nhà mình đây. Con hẻm này di chuyển vô bên trong. Di chuyển vô bên trong là mình tới cái vị trí ngôi nhà của mình, di chuyển vô mình rẽ phải nha, là mình tới vị trí ngôi nhà của mình. Ngôi nhà này được một cái là có cái kết cấu là một trệt hai lầu sân thượng nha, một trệt hai lầu sân thượng. Công năng thì nó gồm hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, có khoảng không gian sân thượng mình phơi đồ, mình trồng cây, rồi khoảng không gian bồn nước ở bên trên của chúng chị nha. Vô tới bên đây nè, ở đây là 49/10 nè. Tới bên này nó có cái hẻm của chúng chị mình rẽ phải cái hẻm này nha, rẽ phải cái hẻm này. Đó, mình di chuyển lên tới bên ta trên đây một tí nữa mình rẽ trái nha, rẽ trái ngay góc này nè. Nói chung là ở đây thì xe ba gác vô là vô tư. Đó, góc này mình di chuyển vô bên trong tí nữa. Đó, di chuyển vô bên trong đây tí nữa là mình sẽ có cái hẻm bên tay phải này, mình rẽ vô ha. Nói chung là địa chỉ nhà thì nó là một sẹt, nhưng mà mình di chuyển vô đây thì nó ngắn ngắn, nó cũng phải 2-3 sẹt, và đi theo đường thì 2-3 sẹt ha. Còn địa chỉ nhà thì chỉ có một sẹt thôi. Ở đây đi thông ra bên 277 của Nguyễn Chí Thanh nè. Ở điểm này, hẻm này đi thông ra bên 277 Nguyễn Chí Thanh. Đây, đi thông ra đây ha. Thông đây là mình thông ra bên 277 nè. Mình rẽ trái đây nè, là mình thông ra 277 của Nguyễn Chí Thanh ha. Còn mình hướng bên này á, là mình di chuyển về bên hẻm 49 nè. Hẻm 49 Phó Cơ Điều. Đó, ngay góc này cái mình di chuyển vô. Thì cái hẻm này là hẻm cục nha quý anh chị. Hẻm cục ha. Vô bên trong đây hẻm cục, khu này nhà lầu cao tầng không luôn. Đó, khu nhà lầu cao tầng không luôn. Cái căn nhà của mình là cái căn màu xanh xanh nè. Đó, một trệt hai lầu sân thượng nằm ở bên trên. Hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ha. Có sổ hồng riêng cô chú anh chị ha, pháp lý rõ ràng. Nhà mình thì điện nước là nước chính của nhà nước hết cô chú anh chị. Đồng hồ nước, đồng hồ điện đồ đầy đủ hết. À, ngay góc này. Đó, 49/36 Nguyễn Chí Thanh thuộc phường 12 quận 5 nè ha. Đó, căn nhà của mình đây ha, một trệt hai lầu nè, một trệt hai lầu sân thượng nè, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Ở đây là cái khoảng không gian này á, là được trải dài thêm một gần 1 mét nữa nè. Cái chiều dài ở trên lầu 1, lầu 2 và lầu sân thượng của mình á, là nó dài gần 5 mét ha. Ở mặt tiền của mình đây thì chủ nhà cũng ốp cao ráo lên. Thềm nhà của mình á, thì sẽ cao hơn so với lại thềm đường chỉ có khoảng cỡ nửa tấc thôi cô chú chị, cao hơn chắc khoảng nửa tấc thôi. Đó, không gian khu vực phòng khách đây. Riêng cái lầu 1 nè, riêng lầu 1, lầu 2 và lầu 3 ở bên trên đó là cái chiều dài này được thêm gần 1 mét ha. Là chiều dài của mình là gần tới 5 mét luôn cô chú anh chị, cộng thêm cái này nữa nè là gần tới 5 mét ha. Thì thay vì đó là chủ sẽ làm cái ban công, nhưng mà ở đây thì chủ nhà không làm ban công nha, chủ làm luôn cái phòng ngủ bự ra cô chú anh chị nha. Cái này là đổ bê tông cốt thép luôn cô chú anh chị, khu vực này là đổ bê tông cốt thép luôn nè. Nhà này thì chủ nhà làm có tổng cộng là một lớp cửa. Đó là một lớp cửa lùa ở bên ngoài đây. Đó, lớp này lớp cửa lùa kéo qua ha. Đó, chỉ có một lớp cửa thôi nha quý anh chị. Bề ngang của ngôi nhà mình là 3m3, chiều sâu vô trong là 4m của chú anh chị. Lên bên trên lầu 1, lầu 2, lầu 3 thì chiều dài của mình là được 5m ha. Đó, nhà thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Điện nước là nước chính của nhà nước của chú anh chị. Đồng hồ điện của nhà mình thì nằm ở góc này. Đồng hồ nước thì sẽ nằm ở bên dưới này rồi của chú anh chị ha. Đó, ngay góc này luôn. Còn khoảng không gian này là không gian của gian bếp của ngôi nhà mình thì sẽ có bồn rửa chén nè. Khu vực này là để bếp ga. Bên này là mặt tường nè, ốp lên nè của chú chị rất là sạch sẽ luôn ha. Ở đây thì cũng có cái kệ thờ, chủ làm sẵn cho mình hết rồi.
Nhà này thì chờ đường cái là cô chú anh chị mình về mình sơn phết lại để mình ở là tuyệt vời nha cô chú anh chị. Đó, cái này cô chú anh chị mình có nhu cầu thì mình về mình sơn phết lại ha. Có khoảng không gian để máy giặt, rồi có khoảng ở đây là khoảng không gian để máy lọc nước nè cô chú anh chị. Khu vực này để máy lọc nước nha. Máy giặt có một khoảng không gian, nó nằm ở bên trên sân thượng đó, cô chú anh chị. Có cái đường ống ở bên trên nó sẵn rồi. Ở đây là bồn rửa chén nè. Máy bơm đẩy là có đầy đủ hết. Ở bên trên nó có cái bồn nước nữa cô chú anh chị nha. Khu vực bên trên sân thượng sẽ có một cái bồn nước nữa. Ngũ Hoàng xin nhắc lại là ngôi nhà của mình hiện tại đang thuộc cái con hẻm 49 của trục đường Phó Cơ Điều. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 12, quận 5, gần ngay chỗ khu chợ Thiết luôn cô chú anh chị. Gần ngay chỗ bệnh viện Chợ Rẫy nè. Ngay chỗ góc Nguyễn Thị Chí Thanh của chú anh chị nha, hướng đi ra bệnh viện Chợ Rẫy nè. Rồi ra ngay chỗ Hồng Bàng, rồi hướng đi về các quận trung tâm, thứ nhất là quận 1, quận 3, quận 5, quận 10 rất là gần của chú anh chị nha. Đó, mấy cái quận đó là di chuyển rất là gần luôn của chú anh chị. Ngôi nhà này của chú anh chị nào có nhu cầu mua cho con em mình đi học hoặc là mua để cho thuê thì khá là ok. Tại vì ngôi nhà này công năng sử dụng có thể từ 3 đến 4 người hoặc là từ 4 đến 5 người vẫn được của chú anh chị ha. Tại vì ngôi nhà có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh ha. Đó, bề ngang của ngôi nhà mình là 3m3, chiều sâu vô trong là 4m, nhà mình là vuông vức của chú anh chị. Đó, đây thì gạch chủ nhà ốp cao ráo lên tầm 1m rưỡi của chú anh chị nha, ốp cao hết luôn xung quanh là tầm lên 1m rưỡi nha. Nhà này thì thiếu hệ thống đèn, chỉ có 2 bóng đèn led 1 tiếp 2 thôi, một bóng bên trái và một bóng bên phải nè. Cái cầu thang này á, ở ngay chỗ góc này là chủ nhà đổ bê tông cốt thép của chú anh chị. Ngay góc này thì đổ bê tông cốt thép nè, đi lên di chuyển lên là cầu thang sắt ha. Họ di chuyển lên bên trên này là bên này là cầu thang sắt thôi. Ở khoảng không gian nè, phòng khách của ngôi nhà mình đây. Họ tay vịn thì bằng sắt luôn nè quý anh chị, tay vịn thì bằng sắt nè. Bề mặt đi là bằng sắt luôn ha, cầu thang này là cầu thang sắt nha. Lên bên trên đây thì sẽ có một phòng ngủ của chú anh chị nha. Chủ nhà là một cái phòng ngủ rất là rộng luôn. Cái này của chú anh chị mình muốn về mình làm thêm cái toilet cũng được, còn không thì mình cứ ở vậy mình ở thôi của chú anh chị. Ở bên trong đây là một phòng nè, ở khu vực bên trong này là một phòng. Thì chủ nhà và khúc bên này chủ nhà ốp gạch cao full lên tới bên trên luôn nè, ốp cao lên full tới bên trên. Ở đây thì có trang bị cái cửa sổ cho mình, ở gạch xung quanh đây của chú anh chị. Ở gạch xung quanh đây ha. Hồi xưa ở đây chắc là khoảng không gian để bếp ga, để nấu nướng nè của chú chị. Ở đây thì một cái mẫu gạch khác nè của chú chị thấy không, một cái mẫu gạch khác, bên trong này là một mẫu gạch khác nữa. Ở bên này thì dạng như kiểu nấu ăn nè. Còn này là khung sắt nha, cửa nhôm lùa nè, cửa này cửa nhôm. Góc bên này thì chủ nhà có làm thêm cái ngăn vách nhôm lên nè cô chú anh chị. Khu vực ngăn vách nhôm lên rất là sạch sẽ luôn nè. Đó, ngăn vách nhôm kính lên ha. Đó, chủ nhà ngăn vách nhôm kính lên đây, cửa nè đóng lại nè. Cái này nói chung là nó vẫn còn tương đối. Cái này về mình chịu khó mình lau chùi là mình sử dụng lại cũng được nè cô chú anh chị. Cái này chủ yếu lau chùi lại thôi ha, lau chùi lại để mình sử dụng nha. Nhà mình có kết cấu một trệt 2 lầu một sân thượng ở bên trên nữa cô chú anh chị nha, là một trệt 3 lầu của chú anh chị. Nhà thì có sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, công năng sử dụng 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Ngôi nhà đang hướng chánh là thuộc hướng nam ha. Ở đây thì gần ngay chỗ chợ Thiết nè, rồi gần ngay chợ Tân Thành, rồi gần ngay chỗ bệnh viện Chợ Rẫy của chú anh chị ha. Khu vực ở đây thì chành xe nó cũng khá là nhiều. Mình muốn di chuyển đồ gì á, ở dưới quê mình đi lên cũng ok của chú anh chị. Mà mức giá thì nói chung là nó cũng tầm trung của chú anh chị nha. Mức giá phân khúc chung. Có cô chú anh chị nào có nhu cầu quan tâm cái bất động sản này, mình liên hệ Nguyễn Hoàng ngay để mình qua mình xem cái ngôi nhà này ha. Ơn ý mình gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng nha cô chú anh chị. Nhà thì có sổ hồng riêng nha, hoàn công nha cô chú anh chị. Nhà có sổ hồng riêng ha. Nhà này thì hiện tại là chủ nhà chưa có hoàn công của chú anh chị nha, chủ nhà chưa có hoàn công. Đó, thì cô chú anh chị nào mua thì chủ nhà bao đăng bộ sang tên cho cô chú anh chị mình, bao đăng bộ sang tên ha, giữ lại hiện trạng cũ của ngôi nhà này cô chú anh chị nha. Nhà đúc bê tông cốt thép kiên cố lắm cô chú anh chị.
Nhà này đúc bê tông cốt thép hết, lầu 1, lầu 2 là sân thượng đều đúc bê tông cốt thép hết, mái là mái bê tông cốt thép luôn. À, cái này thì chủ người ta bao đăng bộ sang tên giữ lại hiện trạng cho quý anh chị mình. Còn cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn làm hoàn công thì mình bỏ thêm cái chi phí ra ha. Tại vì cái giá này là giá chủ bán theo cái kiểu là không hoàn công, còn bán theo hoàn công là giá khác nữa cô chú anh chị. Nhưng mà hoàn công thì nó hơi mất thời gian. Cái đó thì cô chú anh chị nào về có nhu cầu á, mình làm sâu thì ok, tại vì cái thời gian nó kéo dài. Ở đây thì mình làm được cái một cái toilet ở đây góc này. Bên này thì tường thì chủ nhà ốp cao lên, ốp cao lên tầm 1,5 m. Ở khu vực xung quanh, ở khu vực xung quanh ốp cao lên tầm 1,5 m ha. Ở bên này có cửa sổ nè. Nhà cái bên không có xây cao bằng nhà mình nè, nên mình chỗ cửa sổ ra được. Ở nhà cái bên không có xây cao bằng, ở mình chỗ được chỗ cửa sổ ra nè quý anh chị thấy không? Ở được quyền chỗ cửa sổ ra, lấy không khí gió. Đó, với lại một cái cửa sổ phía trước nữa. Khu vực này thì hiện tại là làm cái chỗ để tắm thôi, chứ chưa có cái bồn cầu. Thì nếu của chúng chị nào mình về mình có thể mình làm thêm ha, làm thêm cái bồn cầu ở đây nha. Cái này đáng lẽ là cái ban công là của chúng chị, chủ nhà làm cái ban công nè. Nhưng mà giờ chủ nhà đi đường ống để chủ nhà làm cái khoảng không gian để tắm rửa. Đó, khoảng không gian tắm rửa ở đây đáng lẽ là cái ban công của chúng chị nha. Ở bên trên có mấy cây đà nè, cây đà bê tông cốt thép nè, rất là kiên cố luôn. Nói chung là nhà này đúc bê tông cốt thép rất là kiên cố nha cô chú chị. Sàn bê tông cốt thép luôn nha, mái bê tông cốt thép luôn. Rồi, giờ Ngũ Hoàng sẽ di chuyển lên bên trên cái sân thượng cho cô chú chị mình xem. Đó, cầu thang nha, cầu thang là cầu thang sắt nha. Ở đây gần chợ thiết nè, từ đây ra chợ thiết khoảng cỡ chừng là 3 phút thôi cô chú chị. Là cô chú chị mình ra tới ngay chỗ chợ thiết rồi, gần ngay chỗ đường Nguyễn Chí Thanh luôn. Đó, hướng đi ra bên bệnh viện Chợ Rẫy nó cũng gần. Không gian bên này thì chủ nhà làm thêm cái khoảng không gian để mình để máy giặt nè. Ở khu vực để máy giặt đây, đường ống cấp, đường ống xả đầy đủ hết rồi. Ở mình thiết kế mình để máy giặt ngay góc này luôn, rất là tiện. Còn phơi đồ của chúng chị mình phơi ngay góc phía ngoài này ha. Phía ngoài này mình đi ra mình phơi đồ. Ở cửa này là cửa sắt của chúng chị nha, sắt kín nha. Đó, cửa này sắt kính nè. À, cái lối này mình di chuyển nè. À, lối này mình di chuyển ra. Ở đây chủ nhà có làm cái bồn nước nè. Bồn nước này bồn nước này chắc phải 1,5 m á cô chú anh chị. Này chắc 1,5 m lít ha. Bồn nước đại thành nè. 1,5 m hoặc là 1,5 m cô chú anh chị nha. Bồn này chắc 1,5 m á. Bồn rất là bự luôn. Ở đây có cái chuồng cu này, cái chuồng cu nè, để mình là cái lối rồi mình di chuyển ra vô nè quý anh chị, chuồng cu ha. Ở cái này là cái sân thượng thì chủ nhà cũng hay phơi đồ ở ngoài đây nè. Có mấy cái xào phơi đồ nè quý anh chị, thì chủ nhà cũng hay phơi đồ ở ngoài đó ha. Cái này là bê tông cốt thép nha, đổ luôn quý anh chị nha. Lót gạch đồ đầy đủ hết ha. Phễu thoát nước thì nằm góc này, cái đường ống thoát nước của mình đây. Ở đây thì chủ nhà cũng có làm cái lan can inox 304 nè, lan can của chú chị, lan can inox 304. Ở khu vực này nhà cái bên mình xây một trệt 3 lầu nè, này một trệt 3 lầu sân, một trệt 4 lầu sân thượng nè của chú chị, một trệt 4 lầu nè, còn mấy này là một trệt 3 lầu hết. Khu vực bên này là một trệt 3 lầu hết của chú chị nha. Bên này nè, nói chung là ở đây là nhà cao tầng hết của chú chị. Khu vực bên này á là hiện tại là đang là thuộc cái đường chợ Tân Thành đó cô chú chị. Ngay nhà mình ngay giữa chợ Tân Thành luôn, ngay chỗ góc này là chợ Tân Thành nè. Chợ Tân Thành bán phụ tùng xe máy, rồi phụ tùng nói chung là sắt, rồi nói chung là đầy đủ hết cô chú chị về mặt sắt nè, rồi phụ tùng xe là đầy đủ hết ha. Rồi khóa xích đồ, dây xích đồ là bán đầy đủ ở khu vực này hết. Hà Tôn Quyền đồ đó cô chú chị. Ở đây là cái sân thượng nha, cái sân thượng của mình ha. Đó, đường ống đồ là đi sẵn hết rồi. Khu vực này quá ok rồi cô chú chị. Một trệt 2 lầu sân thượng, ngang 3,3 m, chiều dài là 4 m, lên lầu 1, lầu 2. Và sân thượng này á, thì cái chiều dài là mình là tới 5 m luôn của chú chị, gần 5 m ha. Kết cấu thì một trệt 2 lầu sân thượng ha. Công năng là gồm 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Hướng chánh của ngôi nhà của mình là hướng nam nha, sổ hồng riêng. Pháp lý rõ ràng của chú chị, mức giá chỉ có 2,6 tỷ thôi. 2,6 tỷ giá vẫn còn thương lượng ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu quan tâm cái bất động sản này, mình liên hệ Ngũ Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha.
Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè, người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng ha. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất. Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo nha.